Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong. Hôm nay các bạn xong suối là bắt đầu là đang lập cái mái nhà đấy các bạn. Cỏ thì các bạn ấy vận chuyển về cách đây là một tuần rồi. Hôm nay cỏ rất là khô. Đây là những cái cây cỏ mà các bạn lập lên là một lớp đầu tiên đấy các bạn nhé. Đây lên mà là một lớp thôi. Còn ở trong nhà thì các bạn ấy ở trong phần trong là các bạn cũng đã bôi hết dầu rồi đây các bạn. Bôi dầu lên để cho tránh bị mọt lan. Còn đây là các bạn mới lập một lớp mỏng thôi. Lập một lớp mỏng là mình sẽ rải cái ni lông lên. Rải ni lông lên để sau này tránh hiện tượng là nó bị rột. Thì trước tiên là các bạn ấy rải cái cỏ lên như vậy để cho nó êm, cho nó phẳng, để cho nó tránh khi mà các bạn ấy đi lại trên lợp mái là nó sẽ bị bục, và bục cái ni lông là nó sẽ bị rột sau về ảnh hưởng sau này. Nên là bạn ấy đã phải lập một lớp cỏ lên đây các bạn. Còn toàn bộ gỗ thì là các bạn ấy làm là chỗ này là 8 thanh. Còn những thanh răng ở dưới là răng những cột với cột để nó tránh bị đổ. Còn ở dưới kia là lêu là bạn ấy đang sửa qua cái thang. Thang là hôm vừa rồi nó bị đứt cái dây răng này. Buộc cái dây răng nên là nó đứt ra, nó bị tuột hết ra. Bây giờ các bạn phải sửa để leo lên trên đỉnh mái đi các bạn. Leo lên đỉnh mái để rải cái ni lông và các bạn sẽ lập thêm một lớp nữa. Sau khi lập xong thì các bạn sẽ cắt xung quanh. Ngôi nhà này đang là hình vuông nhưng mà hiện tại bây giờ nhìn nó đang thành hình tròn các bạn. Nó giống như kiểu là một cái cây lấm ấy. Ở đây thì có hai bạn, một bạn chuyển cỏ vào đây cho các bạn làm. Còn một mặt bên này nữa là các bạn ấy chưa lập xong. Chiếu là mình lập cái lớp đầu tiên này lên để cho tránh hiện tượng là nó bị các bạn ấy đi lên trên này là nó không ảnh hưởng đến cái túi bóng của mình. Cái túi bóng nó mà bục là sau này nhà nó sẽ bị rột. Cỏ thì để mà lập dày thì là sẽ không đủ đâu các bạn, nên là mình phải sử dụng cái túi bóng. Đến ngày hôm nay mà đi chặt cỏ là không còn nữa. Cũng có thể là đấy là người dân người ta đã khai hoang. Khai hoang và người ta đốt hết rồi. Nếu mà muốn đi lấy cỏ thì phải đi xa hơn. Còn trên đỉnh kia là các bạn ấy chủ yếu là dùng cái sắt xoắn. Sắt xoắn thì nó rất là to, các bạn ấy đóng rằng ở trên. Và ở giữa thì được cho một cái thanh chống để cho tránh bị sập mái. Nếu mà về mùa mưa thì cái cỏ này nó mà ẩm là nó rất là nặng đấy các bạn. Cũng có thể là cái gian bếp này của các bạn ấy là cũng hơi thấp. Nhưng mà thấp để cho nó an toàn các bạn nhé. Cho an toàn là sau khi mà có mưa bão thì nó không bị đổ. Còn chìa ra khoảng cách chìa ra đây các bạn, mình để 1 mét, bỏ các bạn ấy làm là để ra tròn ra là 1 mét, thì sau này là tránh hiện tượng mưa là nó bị hắt vào trong cây, những cái thân cây gỗ này. Cách lập nhà cái gian bếp này thì cũng giống cái nhà ở chỗ bà đập kia thôi. Tại vì là nhà bà đập kia thì nó là mái, hai mái đổ, còn ở đây là mái vuông, là mái đổ nhưng mà toàn bộ là xung quanh là bao bọc hết. Còn bây giờ mình sẽ đi tiếp lên trên đoạn trên kia là các bạn xong suối là đang đào rãnh nước trên này. Hôm nay là bắt đầu các bạn lại tiếp tục đào. Mấy ngày trước là các bạn ấy bận là đi trồng trọt, rồi là đi tưới chăm sóc cây ngô rau, toàn bộ là cũng đã trồng xong gần như là một khu vực đằng kia có nước là các bạn trồng xong rồi. Hôm nay các bạn ấy chuyển sang là đi đóng gạch để chuẩn bị xây nhà.
là đây là bạn gieo sầu là đang dọn dẹp, đây là chuẩn bị là khu vực chỗ này là sẽ đóng gạch vào đây, đóng gạch vào đây đi các bạn. Đất ở trên này là về mùa này thì nó rất là khô đấy các bạn, nó khô nên là cuốc rất là vất vả. Nhưng đất ở đây thì rất là tốt. Đất đây là đẹp đấy các bạn. Các bạn đóng gạch đất này thì sau này gạch, viên gạch rất là chắc. Ở kia thì có Dolivao đủ và Manuel. Còn bạn Antonio thì dọn dẹp các thứ rồi là hất đất lên. Rồi bạn Antonio thì cũng vừa muốn dặn xong để cho bạn ấy làm công việc nhẹ nhàng thôi. Còn khoảng 10 đến 15 mét đến khoảng tầm 20 mét nữa là xuống đến vườn đấy các bạn, là cái rãnh nước này sẽ chảy vào trong vườn dưới kia. Từ đây mình nhìn xuống khoảng tầm còn 15 20 mét ra thôi. Còn ở đây là các bạn sẽ đào hố, đào hai cái hố to ở đây. Vừa để lấy đất để nháo vữa đóng gạch, vừa làm cái khu chỗ này để cho nó đọng lại nước nó nhiều như một cái thùng ở đây. Còn cái cào bốn răng kia của mình làm là các bạn ấy sử dụng cũng rất là hiệu quả đấy các bạn. Một cái là để cái này là sử dụng cho cả xóm. Esiram hoặc đa uma situ depois pran a te amanhã é planta de quê? Planta tomate, depois pessoa tira planta. Planta pica. Pica lá. Guarda uma situ bom. Chỗ này là còn rất là bừa bộn đấy các bạn. Các bạn ấy làm xong gian bếp, làm xong nhà, quay ra các bạn sẽ dọn dẹp. Cái túi bóng kia là mình mua túi bóng đen. Còn bây giờ mình sẽ qua chỗ các bạn ở dưới kia là các bạn đang trồng rau. Hiện tại là đây rất là bừa bộn nha các bạn, gỗ rồi là củi. Các bạn ấy phải để ở đây, sau này làm xong rồi thì sẽ thiết kế để gọn gàng vào. Cà chua thì hôm nay là tốt lắm rồi đây các bạn, mà các bạn ấy chưa cả trồng kịp. Kia là các bạn đang đi trồng rau. Còn trên này là rau diếp. Rau diếp thì hôm nay là bén rễ rồi đấy các bạn. Rau diếp là đây là trồng có 7-8 luống này thôi. Còn các bạn hôm vừa rồi các bạn trồng ở chỗ khác, cây ruộng chỗ khác nữa. Có rất là nhiều tí mình sẽ qua đấy. Tá bom? Sim, tô no fone. Ok. Còn là chỗ này là bạn đang làm 2-3 luống. Để tí sẽ trồng rau chỗ này. Còn bên này đây các bạn, chỗ này là rau cải mèo. Rau cải mèo Hà Giang đây các bạn. Là mình để cho bạn Masi nù gieo. Là hôm nay là cũng đã lên đây, lên cao và các bạn cũng đã ngày hôm nay là bắt đầu đánh ra để trồng.
Chỗ này là mình rau là mình sẽ trồng xung quanh hết cái phần dưới rìa suối này đây các bạn. Về này mùa khô thì các bạn phải tưới ẩm xong mới trồng. Đây là khoảng cách các bạn trồng đấy các bạn. Trồng sáng nay. Đây là trồng vào buổi sáng thì buổi trưa các bạn phải tưới. À gì hay ga quá kia tu đùa kia. Mùa nha. Esperanta Maya continuo mai. Ega, Ega tu đủ la đủ tiêu giá planta sao? Sì, tôi nhận phải thắp bơm. Agora no continuo mai. Ega ki giá đẹp bôi vai minu Angola. A fácil, cô vì. Ok. Ok. Tá bom, tôi nhận phải thắp bơm. Amanhã continuo mai. Vi aqui cedo planta. Tá bom, continua cedo, 6 horas. Sei hora muito bom depois planta bue. Chỗ này là bạn Masinu. Thời gian vừa rồi là các bạn ấy làm luống đây, đến ngày hôm nay mới có rau để trồng. Rau hôm nay các bạn trồng xong là phải tưới ngay. Hay ga rabbit đù ấy, cái xe mô hề. Cái rau này là cũng rất là dễ sống nha các bạn nhé. À, tuy là nó héo nhè thôi nhưng mà các bạn ấy giờ chỉ cần tưới nước vào thôi là nó sẽ tiếp tục hồi lại ngay. Sim, uma peça ganha dois. Xây aqui giá quanto? Các bạn ấy đang đi lấy thêm bình. Mỗi người là 2 bình. Là mỗi tay là các bạn sẽ sử dụng 1 bình để các bạn xách bạn tưới nó mới nhanh. Aqui rega agora aqui no tem ninguém rega agora. Vai ser caro. Você cabeça da altura. Já entendeu no rega agora por quê? Não, aqui já se molhou. Rega mágoa, sou no tenho. Ata do rega mágoa uma vez. Ouvi morrer mesmo, secar tudo folha. Còn bây giờ mình sẽ đi tiếp phần trên kia là ngô mà các bạn ấy gieo ở trong cái hòm đấy, bây giờ các bạn đánh ra trồng ngô Angola đi các bạn. Thì hôm nay là không biết là như thế nào rồi. Từ đây về đằng kia khoảng tầm được 8 luống đi các bạn, 1.000 cây. Ngô này là mới trồng đấy các bạn, trồng được 2 hôm rồi. Trồng từ hom hom xong rồi mang dây trồng lên đào một cây khỏe. Tại vì là các bạn ấy chăm sóc được ở kia xong rồi đánh dây trồng. Hôm nay mình sẽ đi một vòng khu vườn mới này là các bạn ấy đã trồng được những gì và các bạn đang làm gì, đang tiếp tục làm gì các bạn nhé. Để phần trên này thì mình đang để cho các bạn ấy cúp đất để nháo vữa ở trên này nữa. Ở đây là có 2 bạn thôi. Hôm nay là cũng là buổi đầu tiên các bạn ấy sẽ nháo vữa ở đây và sẽ đóng gạch. Trong vòng 1 tuần thì các bạn phấn đấu là cho đủ gạch để xây một ngôi nhà trên này. Chỗ này là mình sẽ muốn đào một cái hố ở đây nữa để đựng nước. Nhưng mà để cho các bạn sẽ nhéo vữa vào gạch ở đây. Aqui poder fazer massa.
Assim, fazer massa no cavar mais fundo. Só lá do isso. Eu quero uma porra com fundo. Igual tanque hoặc da água. Aqui. Podemos safar aqui? Aqui quadrado. Ah, tipo, aqui fazer quadrado. Sim. Quadrado aqui. Uma tanque grande. Pessoa mora lá em cima, pode vir aqui lavar a coisa. Mình sẽ để cho các bạn ấy đào chỗ này sâu xuống, để chỗ này là sẽ đựng nước ở đây, tại vì là cả khu vực ở dưới kia là nó đang là rất cao, cái mảnh vườn khu dưới đang rất cao thì cần có một lượng nước để tưới ở khu dưới, nên là mình sẽ phải đào một cái hố ở chỗ này. Về mùa này rất là nhiều châu chấu đấy các bạn. Châu chấu nhiều như vậy nó ăn lá ngô cũng mạnh. Rất là nhiều cây ngô là bị cắn lá rồi là cắn cụt cả ngọn. Chỗ này là sao nó đang bị uống nước quá. Chỗ này là toàn bộ là rau xà lách đi các bạn. Các bạn ấy trồng, hôm nay là buổi thứ hai. Còn phần trên này, một lửa đằng dưới kia là các bạn trồng được 2 hôm rồi. Chỗ này mới là trồng từ hôm qua đấy các bạn. Hôm nay là bắt đầu thấy tươi rồi. Rau xà lách thì một khoảng thời gian nữa là được thu hoạch thôi các bạn. Nước thì đang ngập vào trong. Mình đang để cho nước nó ngập. Nước ngập như thế nó mới ẩm ấy các bạn. Xà lách thì nó ưa ẩm. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại với các bạn đang làm gian bếp. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn ấy để tiếp tục làm gian bếp cho nó hoàn thiện ngày hôm nay. Hiện tại thì bây giờ đang trời sắp tối rồi các bạn. Là các bạn ấy mới đầu tiên là cũng đã cho cái ni lông kia lên. Nhưng mà cho ni lông lên làm rất là khó đấy các bạn. Khi cho cỏ lên nó trôi. Mới cả buộc cũng rất là khó buộc, rất là khó làm. Sau khi đó là mình cũng đã bảo các bạn là thôi không phủ nữa. Mà
sẽ lạp toàn bộ bằng cỏ không thôi. Và trên đỉnh lóc kia thì cũng có thể là sẽ phủ một lớp ni lông để cho nó đỡ bị rột ở phần trên đỉnh kia. Sau này phần đỉnh kia nó rất là khó làm. Như ngày hôm nay ấy, là các bạn ấy gặp hơi trục trặc vấn đề mà làm cái túi bóng kia, sau là bây giờ mình sẽ phải bỏ đi. Còn ở đây mà còn thiếu cỏ thì các bạn sẽ đi tìm để cắt thêm. Khu vực mà mọi lần mà các bạn ấy cắt ấy, mà hết rồi đấy thì là mình sẽ đi tìm chỗ khác. Còn một số chỗ là nó vẫn còn đang hở kia là các bạn chưa kịp lợp, mai sẽ tiếp tục lợp đấy các bạn. Còn mặt bên ngoài kia là lợp từng lớp một thì các bạn sẽ ép bằng cái cây tre. Sau khi đó là các bạn sẽ phủ lên lớp cỏ lên để cho nó giấu cái cây tre cái đi. Lợp xong thì ngày mai là các bạn sẽ cắt. Mình cũng không biết là ngôi nhà này sau khi lợp xong thì ngôi nhà bếp của các bạn ấy nó có đẹp không. Nhưng mà trước mắt thì là nó sẽ rộng và to như thế này và rất là chắc chắn. Khán giả sẽ theo dõi video tiếp theo để biết được sau khi hoàn thiện ngôi nhà thì ngôi nhà của các bạn ấy, ngôi nhà bếp của các bạn sẽ như thế nào. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.